rồi hôm nay sẽ tiếp tục vào làm tí bắn cá cho nó màu mè nha mạ ngày hôm nay thì cũng la liếm được tí tài xỉu rồi ngày làm tí bắn cá thỏa sức đam mê tí nữa nhân tiện thì cũng tâm sự với em một chút về thời gian vừa rồi thời gian vừa rồi thì nhiều anh em có nhắn tin hỏi tôi về cái vụ của ông khanh super ấy Đấy, không biết lý do gì mà lại đi lừa đảo đấy trong khi trong khi là giàu như thế với cái độ tuổi đấy mà có một cái cơ ngơi như thế là quá đẳng cấp rồi đúng không anh em đấy nhưng mà cái gì anh em cũng phải nhìn hai mặt thôi phải nhìn vào cái mặt trái của nó nữa thực tế thì những cái bề nổi là chúng ta có thể nhìn thấy còn những cái bề chìm thì sao những cái mà nó không phô trương ra thì sao anh em có biết không đấy trước khi mà thanh niên này nổi lên như một đại thiếu gia thì đã từng là một cầu thủ bóng chuyển đấy, trước đó thì có thi đấu chuyên nghiệp tôi cũng đam mê bộ bộ môn bóng chuyển này em ạ nên cũng có tìm hiểu rồi và trước đây cũng là cũng là thần tượng của thanh niên này nói chung là trước đây thì lão có chơi bóng chuyền cho một câu lạc bộ nào đấy cũng chuyên nghiệp đấy chơi theo kiểu chuyên nghiệp đấy ờ ừ, thế như là thành phố hồ chí minh hay sao đấy đấy sau đấy thì chấn thương hay sao hay có vấn đề gì đấy chuyển qua đi đánh phủi anh em chuyển qua đi đánh phủi mà đúng là vua phủi rồi này đánh rất hay luôn à, nhưng mà một thời gian sau lại gặp chấn thương nữa nên là từ bỏ luôn và từ đấy là tôi không biết là thanh niên này bắt được cái mối nào hay là hay là vấn đề gì tự nhiên một thời gian sau bẵng lên bắt trở thành một trong những hiện tượng gọi là giàu có tài tài khoản cách xù luôn sở hữu những dàn xế hộp quá đẳng cấp luôn mình hồi đấy là chưa biết là là như thế nào nhưng mà rất là thần tượng cực kỳ thần tượng luôn cứ bảo thằng này nó làm ăn riêu làm ăn giỏi thì đúng đấy, chắc là công nhận như thế được công nhận như thế rồi đúng không cứ mẹ giàu là có tiền là, là 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 làm ăn giỏi biết cách làm ăn rồi còn những vấn đề khác lúc đấy thì mình cũng chưa quan tâm lắm à, bẵng đi một thời, thời gian gần đây thì mới xuất hiện cái vụ đấy thì mình mình cũng mấy hôm nay mình cũng tìm hiểu rồi thì sâu chuỗi lại sâu chuỗi lại anh em nhé thì tôi nghĩ đó là thanh niên này đang thực hiện rửa tiền cho một ông lớn nào đấy chắc chắn là như thế luôn bởi vì tự nhiên tôi nói thẳng với anh em luôn nhé tự nhiên đang đang đi chơi bóng truyền như thế tất nhiên là vẫn có tiền nhé nhưng mà không đến nỗi là nó giàu như vậy tự nhiên nó phát lên phát xế hộp toàn loại mấy chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ anh em ạ, đẳng cấp thật sự luôn. đấy thì tôi 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 đưa ra cái phán đoán đó là thanh niên này đang rửa tiền trong một thế lực nào đấy và kiểu cảm thấy là cái đồng tiền nó nó kiểu dễ kiếm quá, lao vào bài bạc. đấy tôi có xem một cái video mà thanh niên này tham gia chơi sới bạc ở chỗ Campuchia ấy, ở bên Campuchia ấy cái vụ mà cùng ca sĩ Tư, tư của hkt ấy, anh em biết không cái vụ đấy 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 thì mình cũng bắt đầu lục lại thì mình thấy là có một thanh niên nào đấy rất là giống khanh chopper bởi vì idol của mình mà anh em idol của mình mà mình sẽ nhìn cái là mình biết ra ngay mình biết ngay thôi đấy thì chắc là cũng dính đến mấy cái đấy thôi thật ra thì khi mà con người mình kiểu vất lên nhanh quá anh em Vất lên nhanh quá thì sẽ dẫn đến những cái vấn đề gọi là không hay thật sự luôn nên là tôi theo tôi ấy thì mình cứ ăn chắc mặc bền cứ đi lên từ từ như thế thì mình mới biết quý trọng đồng tiền đấy nha bạn thật sự luôn đấy như vậy thì mình mới biết quý trọng đồng tiền được tôi nói thẳng với anh em luôn có thời điểm mà xanh canh super là không thiếu một cái gì nữa rồi đúng không có những thời điểm là không thiếu một cái gì nữa rồi nhưng mà bây giờ lại như thế đổ đốn như thế thì lý do vì sao Lý do vì cờ bạc mà cờ bạc không đúng cách. Thật sự luôn, đấy. cờ bạc không đúng cách là nó như vậy đấy anh em ạ. Anh em cứ thử chơi giống như tôi xem, mỗi ngày vào làm một tí thôi, không có tham gì hết. Đấy. thì khi nào mới, mới 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 đi được anh em. Đúng không? Đấy, mình cứ mỗi ngày mình làm một tí hai ba củ gì đấy, tích tiểu thành đại mình đi lên từ từ. Không tham anh em ạ. Nói thẳng ra ấy, cái câu nói mà không ai giàu nhờ cờ bạc ấy thì thật ra nó cũng đúng, có có phần đúng. Thật sự đấy, không có đúng anh em ạ. nếu như anh em không biết cách chơi thì còn lâu anh em mới giàu được. Mà tôi cũng không hy vọng là giàu nhờ cái bộ môn này. Thứ nhất là tôi chỉ muốn kiếm một cái nguồn lãi mỗi ngày như thế thôi, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít như thế thôi, phụ phụ cho cuộc sống anh em ạ. Thật sự luôn, bởi vì sẽ có ngày ăn ngày thua, mình không thể thắng mãi được đâu. Mình không thể thắng mãi được. Thì ví dụ nhá, nãy là nãy giờ tôi bắn như thế là tôi cũng lãi ba củ rồi đúng không? Đây tầm này tôi sẽ không chơi nữa. Đấy, cái kiểu như thế, kiểu cái cách chơi của mình như thế thì rất là khó thua anh em nhé rất là khó thua luôn đấy có những ngày nào đó nó đen quá ấy, thì mình phải chấp nhận thôi còn không là tôi cứ vào tôi làm một ngày khoảng ba bốn củ gì đấy tôi đi ra đấy tôi đang đi theo một cái con đường đó là bạch sẵn ra từ đầu mình sẽ đi chậm nhưng mà nó chắc còn hơn là anh em đi nhanh nhưng mà gãy giữa trường khi nào không hay đúng không mình đi chậm nhưng mà nó chắc mỗi ngày làm hai ba củ nó đều đặn như thế còn hơn là một ngày anh em kiếm hai ba trăm củ nhưng mà liên tiếp những ngày sau đấy là anh em thua tha và anh em thua thua nục luôn đấy gọi là thua nục luôn đấy tất nhiên là Cái cây cây cái, cái mục tiêu mà mình đặt ra nó cao ấy anh em cái mục tiêu mình đặt ra nó cao ấy thì nó sẽ thường đi cùng với rủi ro cao đúng chưa cái mục tiêu nó cao thì rủi ro nó sẽ cao ví dụ nhá ví dụ bây giờ anh em có 20 củ mà muốn kiếm 100 củ mỗi ngày thì tất nhiên là mình phải đánh to rồi chứ bây giờ cứ đánh tay một củ ra một củ thì đánh đến bao giờ mới mới, mới đủ lãi là 100 củ đúng chưa đấy thì anh em đánh to thì chắc chắn là khi mà mình áp lực quá về vấn đề chỉ tiêu hàng ngày ấy, thì mình sẽ không thể tự tin chơi được chỉ cần mất khoảng một tay hai tay gì đấy là bắt đầu cuống lên mà khi mà đã cuống lên rồi thì khi đấy thì dễ đi rất là dễ đi luôn anh em nhớ rõ cái điều đấy cho tôi tôi rất là ít khi nói về những cái vấn đề của người khác Nhưng mà ngày hôm nay qua cái vụ việc vừa rồi thì tôi cũng muốn anh em rút ra cho mình một bài học Đấy, đó là cái gì nó cũng phải từ từ anh em nhé Cái gì nó cũng phải đi từ từ từng bước một không thể một phát mà mình 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 băng qua đường được mình phải chờ đèn đỏ mình mới băng qua được đúng không mình không thể băng qua đường như thế được đấy anh em ghi nhớ cái điều đấy cho tôi và những cái chia sẻ của tôi là thuộc về cái kinh nghiệm mà tôi đã vấp phải bởi vì tôi đã từng như thế rồi anh em ạ à, nên là tôi biết tôi đã từng như thế rồi nên là tôi biết là không thể nào mà một bước mà lên mây được đâu mình hãy từ từ hãy từ từ cứ đi những bước từ từ nhưng mà chắc bước chậm nhưng mà chắc là được anh em mình đang tính cái đường lâu dài mà chứ bây giờ anh em có muốn là chơi theo kiểu ngày một ngày hai sướng một lần đấy sau đấy mình sẽ khổ không mình sẽ đi về đâu mình sẽ đi về đâu sau những cái lần thất bại đúng không lại báo gia đình hay sao lại báo vợ con hay sao tầm này mà xác định chơi là không có lãi thì anh em nghỉ cho thôi nhá nói thẳng căng như thế luôn xác định chơi mà không có lãi thì nghỉ không nói nhiều ok chưa đấy. thì hôm nay tôi lãi được hai củ rưỡi ba củ gì đấy tôi nghỉ tôi không chơi nữa đấy đây là cái bản lĩnh bản lĩnh dừng đúng lúc thậm chí là có những ngày tôi chỉ cần lái một hai lít hai ba lít gì đấy thôi là tôi nghỉ rồi khi mà mình đã cảm thấy là đến cái giờ này nó khó chơi rồi ấy thì mình nên nghỉ ngay bởi vì mình, mình càng đâm thì mình càng lỗ rõ ràng như thế rồi càng đâm càng lỗ đấy. đúng chưa nói chung là cũng không phải là tài giỏi gì để mà dạy đời hay lên mặt thì gì Đấy, nhưng mà những cái gì mà mình đã từng vấp phải, mình đã từng trải qua thì mình chia sẻ lại cho anh em để anh em không dính vào. Đấy, chơi cờ bạc không xấu nhưng mà chơi sai cách nó lại cực kỳ xấu anh em nhé. Có vô vàn cách để mình kiếm kiếm lại mỗi ngày. Đấy, quan trọng là anh em có đủ bản lĩnh, đủ tự tin để làm chủ cái cuộc chơi của mình hay không rồi. Đây là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh em rồi ok thì chắc là hôm nay thì tôi sẽ dừng lại tại đây thôi em nhé